Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào tới tất cả các anh chị không anh chị, cũng như là chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị ha. Thì nay em có màn thịt đựng con máy Mitsuga mà 181 thùng vuông anh chị ha. Con này là máy thùng vuông nha anh chị. Đó, thì em quay được một số món đồ, hay em quay tới đâu thì em cũng báo giá cụ thể tới đó nha anh chị ha. Đó, anh chị nào có ưng cái món nào đó cứ liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại em để góc trái màn hình ha anh chị. Thì đầu tiên em vô hai món ngoài lề trước ha anh chị. Đó, một cái bình xăng con. Bình xăng con của Honda. Honda 6 người gửi và 5 người gửi nha mấy anh chị ha. Bình Nhật nha mấy anh chị, Kenhin Japan ha, bình chưa qua vệ sinh. Ở trong thì còn rất là đẹp nha mấy anh chị. Đó. Bình còn siêu đẹp luôn nha mấy anh chị ha. Đây, bình còn siêu đẹp luôn. Đó thì em nói trước luôn nha mấy anh chị, tại em không có máy Honda ha. Hiện tại em không có máy Honda nên em không có canh chỉnh cái bình được ha mấy anh chị. Đó nên em bán cho mấy anh chị theo cái tình trạng là em bao kim ha. Đó em bao kim hết cho mấy anh chị ha. Bao kim hết cho mấy anh chị luôn là 450.000 nha mấy anh chị. Đó, rất ít khi được một cái bình giống gì nha mấy anh chị. Đó, Honda Nhật nha, Kenhin Japan nè. Còn máy Thái là Kenhin thôi nha mấy anh chị lưu ý nha. Nhật là Kenhin Japan với cái đít ly nên chị đấy nè. Mấy đít ly Nhật nó tròn do. Đó, nó tròn do nè, nhìn nó như tròn do rất là đẹp ha. Đó, Kenhin Japan 450.000. Thứ hai là ở đây em có một bộ Boe. Nguyên một bộ Boe của Nhật luôn nha mấy anh chị ha. Đó là cho cái bình xăng con nó luôn đó. Đây, là rất là nặng nha mấy anh chị, rất là nặng. Đó, Boe Nhật rất là đẹp luôn anh chị. Dòng này cũng bột mũ nó bền lắm. Đó thì cái Boe này là 150.000 nha anh chị ha, 150.000. Đó gắn cho 5 ngựa gửi từ 5 ngựa anh chị, 5 ngựa gửi, 6 ngựa gửi là gắn chung hết. Đó, còn bình này thì cũng gắn cho được 5 ngựa, 5 ngựa gửi và 6 ngựa gửi luôn nha. Nhưng cái bình này thì em tháo ở trên nguyên bộ này thì em bắt là ở tháo ở trên con gửi X200 nha anh chị, gửi X5 ngựa gửi chứ, 5.6.5 chứ. Đó là con gửi X200 đó của Nhật. Rồi. Ở đây thì tiếp tục về đây thì ở đây đầu tiên vô trước nhất là cái thùng xăng anh chị. Cái thùng xăng này là bị lủng nha anh chị ha. Lưu ý nha, anh chị lưu ý nha, bán em có nói rõ nha anh chị. Thứ nhất lủng đang lỗ này vậy đâu. Đó, những lỗ lủng em có trà ra nè. Thứ hai là lủng đang lỗ nè. Đó. Còn hiện trạng cái bình thì còn rất là đẹp anh chị nhìn nè. Cái màu đỏ tươi luôn nha anh chị. Cái màu đỏ tươi luôn. Đó, màu đỏ tươi. Anh chị xem nè, màu rất là đẹp luôn anh chị. Đó. Bắt xăng zin còn luôn nè. Đó, trong nè anh chị xem nè. Trong còn khá là ổn luôn đó anh chị. Chỉ có cái là nó bị lủng hai lỗ đó, đó nha. Thì em bán bình này với nắp luôn, anh chị có nắp đầy đủ nha. Là 200.000 nha. Đó anh chị về anh chị có thể là hàng tích đó, anh chị bấm lại hoặc là anh chị hàng gió đá, nhưng mà ưu tiên hàng tích nha anh chị. Hàng gió đá thì nó sẽ bị hư một lớp sơn. Đó anh chị lại mấy chỗ mà bấm hàng của mấy cái đồ gia dụng đó anh chị. Mấy người ta hàng ba cái đồ gia dụng như móc giá đồ đó. Anh chị là anh chị đi nhờ người ta bấm lại, để đây bấm lại hàng chì á, nó bấm nhẹ lại cái là sạch mấy anh chị. Bấm lại rồi mấy anh chị dặm sơn nhẹ lại dưới đây được, còn trên tay khỏi dặm cũng được, tránh mắc cái sơn zin. Màu sơn zin đẹp lắm. Thùng thì không móp méo nha mấy anh chị ha, thùng không móp méo. Rồi, thứ hai là ở đây có cái lốc anh chị. Cái lốc này là mấy anh chị dặn em rất là nhiều luôn nha. Nhiều anh chị dặn rất là nhiều luôn nè. Nay mới có nè. Đó nay bằng thịt mới có, tại mấy nay là không có hàng luôn mấy anh chị, thật tình luôn là hàng quá nó không có gì hết trơn. Đó. Đồ đạt mua giá rất là căng luôn. Lốc thì còn đẹp anh chị nhìn là gì là hiểu rồi nha. Còn mặt giỏng luôn nè. Đó, sợ tóc luôn nè. Đó, lốc siêu đẹp luôn anh chị ơi, không còn gì để bàn ha. Đó, lốc lát trắng tư. Cái lồng thì siêu đẹp luôn. Tông bạc siêu đẹp luôn. Đó, không còn gì để bàn cãi luôn ha anh chị. Thì nguyên bộ này anh chị có chân gích đầy đủ cho anh chị luôn nha. Có cặp chân gích đầy đủ luôn. Đó. 750.000 nha anh chị, 750.000. Rồi. Kế tiếp ở đây là một bộ dân cốt. Mấy anh chị mua thì mấy anh chị nhanh tay hết mấy anh chị. Tại giờ hàng quá giờ không biết không giờ nó có nó đâu nha mấy anh chị. Đó, em thì có nhiều thì lo ra mằng hết, từ từ gãi cho mấy anh chị. Thiệt tình mấy nay mấy anh chị hỏi điện đồ món quá trời luôn, em mới tranh thủ được con luôn đó mấy anh chị ơi. Đây, dân thì còn siêu đẹp luôn mấy anh chị ha. Nhìn nè. Đó anh chị thấy không? Rất là đẹp đỉnh luôn. Nói chung con này là mặn thịt ra là còn siêu đỉnh luôn nha mấy anh chị. Đó, anh nhìn thân cốt nè, là gọi ra đèn luôn anh chị. Đó, bộ này thì 700.000 nha anh chị. Dên cốt như cũ là 700 ha. Rồi, kế tiếp thì ở đây em có một cái nắp slab anh chị. Cái nắp slab nè. Siêu đẹp luôn. Đó, chưa vệ sinh. Đó thì cái nắp slab này nó cũng không có gì để mình quay nhiều nha anh chị. Thì cái nắp này là đặc biệt là có cặp cùi sông nè. Cùi sông này là cặp cùi sông của máy thùng vuông nha anh chị ha. Đó, bốn con tán nắp thì đầy đủ nha. Đó, nắp cò cho anh chị luôn. Nắp cò ống hơi nè, nắp cò còn mã cò luôn anh chị ha. Đẹp luôn nè, còn mã cò luôn nè. Đó. Anh chị thấy không? Tặng cho bánh chị thêm một cặp đũa luôn nha. Rồi, cặp cùi sông bô thì anh chị xem. Cặp cùi sông bô là ok luôn nha bánh chị ha. Rất là đẹp luôn nha.
đó thì nguyên cung lê này nay vẫn tính cho mấy anh chị 650.000 nha mấy anh chị. Anh chị lưu ý nha, nếu mà hàng quá mà nó gần cỡ tháng nữa là mấy cái này là nó lên giá lắm nha mấy anh chị. Tại vì em mua giá rất là cao luôn mấy anh chị. Đó, em phải mua giá rất là cao luôn mới có hàng về để mặn thịt giao đồ món cho mấy anh chị. Rồi, kế tiếp là tiếp tục hôm bữa nào dặn cây cam cho Mitsu thùng vuông nha. Thì nay em được một cây cam cho máy Mitsu thùng vuông nha, siêu đẹp luôn. Đó, còn siêu đẹp luôn mấy anh chị. Đây, cây cam này thì cũng không có gì để quay nhiều nha mấy anh chị. Bình thường nó cũng như mỗi cây cam bình thường thôi. Chỉ có một cái là nó thùng vuông thì nó khác là cái đuôi nó dài ha. Đó, lau quết thì em bao là không có vụn nứt mẻ gì hết nha mấy anh chị. Gảnh lau quết đẹp nha. Đó, đuôi này găng lỗ này, cái hoành này hoành 20 nha mấy anh chị ha. Đó, hoành cốt, đuôi cốt là 20 nha. Cái me nè. Đó, tự động xả cao nè, thoải mái ha. Bao nhẹ giật cho mấy anh chị luôn. Cây cam này 400 nha mấy anh chị. Đó, kế tiếp là cái nắp đít máy thùng vuông nè. Chấn tư nha mấy anh chị ha, chấn tư, không có con ốc xả sao đít nha. Ti thâm nhớt đen nè. Đó, tự động nè, tự động đẹp nè. Cặp đạn là bao không gơ, không ghét gì nha mấy anh chị. Phút đẹp luôn. Đó, thì cái nắp này 200 ngàn nha mấy anh chị ha. Còn một cái duy nhất luôn nha. Tại vì mấy cái món này em đăng là toàn món nào cũng là một món duy nhất hết nha mấy anh chị. Là không còn hàng dư nha, có nhiều là khách lấy hết rồi. Kế tiếp ở đây là một bộ bánh chớn. Bánh chớn IC nha. Bánh chớn IC, IC này là mãi xem có quay đàng hoàng cho mấy anh chị nha. 3Z24 thuộc IC này anh chị xem nè, bó dây trắng tư nha. Chưa một miếng tua. Còn cái đầu chụp thì đầu chụp mũ nè. Thân IC đẹp nè. Đó, bộ này em bao lửa luôn nha mấy anh chị. Bao lửa, bao củi đàng hoàng cho mấy anh chị luôn ha. Đó, bao chạy luôn. Là 500 ngàn là IC bánh chớn luôn nha mấy anh chị ha. Còn anh chị nào mua lẻ thì cục IC này 450, bánh chớn này là 100 ngàn nha mấy anh chị. Rồi kế tiếp ở đây thì em có một cái chuông với một bộ chụp giật áo gió nè. Cái này lại là hàng nè, hàng hiếm đó nè. Là cho thùng vuông nha mấy anh chị ha. Bộ này là cho máy thùng vuông nè. Đó thì bộ này, nguyên bộ này ở trong là siêu đẹp luôn mấy anh chị nè. Ở trong còn siêu đẹp luôn, siêu nét luôn. Chị thấy không? Đó, áo gió nè, ốc cùng 7 màu luôn. Dây giật anh chị xem nè, chưa tưa luôn nè. Đó, thì áo gió chụp giật dưới chuông luôn. Thì nguyên bộ này 550 ngàn nha mấy anh chị ha. 550 ngàn. Còn ở đây một cái bản ga gin. Bộ bản ga gin thì giá như cũ mấy anh chị, 100 ngàn hả mấy anh chị ha, 100 ngàn. Ở đây có một cái bô gin mấy anh chị. Bô gin thì giá như cũ luôn nha mấy anh chị ha, 150 ngàn hả mấy anh chị. Đó, dạ rồi. Thì tình trạng này em quay hết rồi ha mấy anh chị. Đó, anh chị nào có ưng món nào đó liên hệ em qua Zalo hoặc là số điện thoại em sẽ để góc trái màn hình cho mấy anh chị ha mấy anh chị.